Chúng ta vừa tìm hiểu về cấu trúc tập tin thư mục bên trong của Bootstrap 3. Vậy làm cách nào để nhúng Bootstrap 3 vào trong dự án của mình? Ngay bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu tìm hiểu. Đầu tiên, ta sẽ tạo một file có tên là index.html nằm cùng cấp với các thư mục CSS, Forms, JS. Các bạn lưu ý là ở đây ta đã xóa đi các tập tin không cần thiết, chỉ giữ lại các tập tin của phiên bản đầy đủ. Như thường lệ, vẫn sẽ là cách khai báo các thành phần cơ bản nhất trong một tài liệu HTML. Tiếp theo, bên trong thẻ head, ta sẽ tràn vào ba thẻ meta như sau. Với thẻ meta đầu tiên, chắc các bạn cũng đã biết nó sẽ giúp ta chỉ định bảng mã ký tự là Unicode cho trang tài liệu. Thẻ meta thứ hai là một thẻ đặc biệt nhằm thông báo cho trình duyệt Internet Explorer sẽ sử dụng Web Browser Engine, tạm hiểu là phần mềm kết xuất nội dung đánh dấu ở phiên bản nào để hiển thị trang. Với giá trị này, chúng ta đang muốn sử dụng engine mới nhất. Còn ở thẻ meta cuối cùng, đây là thẻ vô cùng quan trọng nếu bạn muốn trang web của chúng ta có thể hiển thị responsive designs trên các thiết bị di động. Nếu không có nó, trang web của bạn sẽ tự động bị thu lại hết mức có thể để nằm vừa vặn bên trong viewport của thiết bị. Vấn đề đó đã được nói khá chi tiết trong khóa học về responsive web design ở gói lộ trình thiết kế web, nên ta sẽ không tìm hiểu thêm chi tiết nữa. Cuối cùng là thẻ title và đường dẫn đến tập tin CSS của chúng ta. Như vậy là cơ bản các bạn đã nhúng được CSS và nói cho trình duyệt biết rằng trang của chúng ta cũng được xây dựng dành cho các thiết bị di động. Ba thẻ meta vừa rồi được Bootstrap khuyến cáo là nên đặt vào trong thẻ head ở vị trí đầu tiên. Vì thế các bạn nên đổi điều này. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu nhúng tiếp file JavaScript. Nhưng trước hết, các bạn chú ý thêm một vấn đề nữa. Mặc định Bootstrap 3.3.7 chỉ hỗ trợ tốt trên trình duyệt mới nhất là Internet Explorer từ phiên bản chính trở lên. Với các trình duyệt cũ như IE8, bạn bắt buộc phải thêm vào hai thư viện JavaScript là response.js và html5ship.js. Hai thư viện này sẽ hỗ trợ khả năng sử dụng các thẻ HTML5 cũng như khả năng làm việc với media query trong responsive web design. Còn nếu trang web của bạn không có ý định hỗ trợ trình duyệt này thì có thể bỏ qua. Cuối cùng là ta sẽ nhúng các file JavaScript theo khóa học JavaScript cơ bản thì nó nên được đặt ở phía trước thẻ body đóng. Điều này làm cho mã nguồn nhìn có vẻ tự nhiên hơn và nhiều người cho rằng nó giúp trang web tải nhanh hơn. Nhưng để mã nguồn có thể hoạt động tốt, ta cần phải thêm một thứ, đó là thư viện jQuery. Vì sao ư? Vì đó là yêu cầu bắt buộc một số thành phần của Bootstrap được xây dựng dựa trên thư viện jQuery. Vì thế, bạn cần phải tải thêm jQuery và nhúng vào phía trên file bootstrap.js của chúng ta. Tuy nhiên, các bạn phải đảm bảo là thư viện jQuery có phiên bản từ 1.9.1 trở lên và thấp hơn phiên bản 4.x. Trong khóa học này, chúng ta sẽ sử dụng phiên bản 3.2.1, phiên bản mới nhất của jQuery tính thời điểm hiện tại. Ok, cơ bản vậy là xong. Giờ hãy thêm một ít nội dung với thẻ H1 và P chẳng hạn và chạy thử xem trang web như thế nào. Hãy chú ý đến font chữ ở đây. Bootstrap sẽ sử dụng font Helvetica hoặc Arial thay vì Times New Roman như mặc định của trình duyệt. Thứ hai là hãy đảm bảo mọi thứ đã được nạp đúng cách bằng cách mở cửa sổ Console và xem thử có lỗi nào xảy ra hay không, đặc biệt là lỗi sai đường dẫn. Lấy ví dụ như khi chúng ta chèn sai đường dẫn của tập tin JavaScript chẳng hạn, thông báo Not Found sẽ được hiển thị ở hộp thoại Console. Vậy là các bạn đã biết cách nhúng được Bootstrap 3 vào dự án và chạy thành công. Thế nhưng vẫn còn một cách để nhúng Bootstrap 3, đó là sử dụng CDN. CDN, Content Delivery Network, tạm dịch là mạng lưới phân phối nội dung, là nơi lưu trữ các bản sao thư viện hay mã nguồn tương tự Bootstrap, jQuery, v.v. Sau đó phân tán nó ra thành nhiều máy chủ khác để tối ưu tốc độ truy cập từ người dùng, cũng như tiết kiệm dung lượng và chi phí. Một số nguồn CDN tiêu biểu như với Bootstrap là Bootstrap CDN hoặc jQuery là Google CDN. Lúc này, đơn giản bạn chỉ cần thay thế các liên kết tới các file trong mã nguồn Bootstrap thành các liên kết do CDN cung cấp là được. Và hiển nhiên là kết quả sẽ như nhau. Tuy nhiên, điều này chỉ khuyến khích trong quá trình triển khai sản phẩm. Còn trong khóa học này, chúng ta hãy cố gắng sử dụng cách cài đặt thủ công với bộ mã nguồn đã được tải về máy. Vậy là chúng ta lại biết thêm một cách nữa để có thể nhúng Bootstrap 3 vào trong dạng của mình. Bây giờ các bạn hãy thử trả lời câu hỏi. Để Bootstrap 3 hoạt động,
chúng ta cần ít nhất những tập tin này. Đương nhiên là bootstrap.cs, bootstrap.cs và thư viện series rồi. Vì có một số thành phần trong Bootstrap được xây dựng dựa trên thư viện này mà. Không, ở đây chúng ta đang nói đến phiên bản đầy đủ. Nó cũng tương tự với phiên bản rút gọn, tức là các file bootstrap.min.cs và bootstrap.min.cs mà thôi. Trong nội dung tiếp theo, chúng ta sẽ chính thức đi vào tìm hiểu những thành phần bên trong Bootstrap 3. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại.